Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình chúng ta phải biết được ta, tôi mở ra một cái câu chuyện hoàn toàn mới và nó là cá biệt chứ không phải là trong trường hợp phổ thông như hiện tại. Cái câu chuyện của tôi có tên là Di chúc cho chó mèo. Thưa quý vị và các bạn, thấy trên những cái phương tiện thông tin đại chúng, báo chí nói rằng là ở Trung Quốc có một cái ông nào đó, khi mà ông chết, ông để lại tài sản cho con chim, chim là vật nuôi thú cưng ở Hoa Kỳ, thì họ để lại tài sản sau khi chết, họ làm một cái bản di chúc cho con chó. Và cũng mới đây thôi thì cũng có một cái công dân đã để lại cho một cái chú chó 10 tuổi của mình cái số tiền là 990.000 đô la Mỹ. Nó là một cái số tiền mà rất là lớn, mà có lẽ là ở nước ngoài tôi thì tôi cũng không có cập nhật update cái kiến thức luật của nước ngoài. Nếu trong trường hợp các quý vị, các đồng nghiệp là luật sư có những cái kiến thức về nước ngoài thì cũng xin gửi lại cái thông tin để cho chương trình được phong phú. Hôm nay thì cũng muốn thông qua cái video này gửi đến quý vị và các bạn, có làm di chúc được cho chó mèo hay không? Thưa quý vị và các bạn, cái phần của tôi nó sẽ phân tích làm hai dạng thôi. Dạng thứ nhất thì theo quy định thì như thế nào, và nếu như trong trường hợp được thì như thế nào, không được thì như thế nào. Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói rằng di chúc là thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Đọc dòng dòng đúng một cái câu là ý chí của cá nhân. Ở nước ngoài họ vẫn là ý chí của cá nhân, không phải là ý chí của ai cả, không lúc nào cũng phải có một cái sự tự nguyện. Thêm nữa, bộ luật dân sự nói rằng chuyển tài sản của mình cho người khác. Các nhà làm luật họ rất là rõ, họ không cho chó, họ không cho cái con vật, mà họ chỉ định rất là rõ người. Vậy đó quý vị, chỉ có con người, cho dù con người đó như thế nào cũng có thể là, trong cái người này mình sẽ hiểu thành hai vấn đề. Người ở đây có nghĩa là một cái tổ chức đang còn tồn tại. Ví dụ như bây giờ tổ chức của bên đạo Thiên Chúa, tổ chức nuôi người già cô đơn của bên đạo Phật, tổ chức nuôi các em lỡ lầm, tổ chức nuôi trẻ em, và thậm chí là cho tổ chức nhà nước hoặc tổ chức phi chính phủ. Nhưng phải là con người. Người nha quý vị, chứ không thể nào là con vật. Thì thôi, cái chuyện của nhà làm luật mình không bàn nữa. Cái thứ hai, di chúc là thể hiện ý chí của người có tài sản chuyển cho người khác sau khi chết. Cái chuyện là có một cái bà ở thành phố Hồ Chí Minh, bà cũng ở cái lứa tuổi U70, thì bà sống độc thân. Thì khi mà bà sống độc thân như vậy thì bà đã đem những cái con vật như là con chó, con mèo, những con vật mà nó đi lang thang, nó cơ nhỡ, nó không có chủ hoặc là hoang, mà đem về nhà bà nuôi. Thì khi mà bà nuôi thì bà cũng có một cái sự lo xa rằng những cái con vật mà bà nuôi đây nó sẽ không có những cái nguồn thức ăn, và bà quyết định bà lập một cái di chúc cho chó mèo. Đó là cái thông điệp mà ý chí của bà gửi đến luật sư. Tuy nhiên là luật sư sau khi phân tích, một cái luật sư đồng nghiệp sau khi phân tích thì bảo rằng việc lập di chúc cho thú cưng, cho những cái con chó và con mèo theo quy định của luật Việt Nam là chưa được. Bà ơi, trong trường hợp này thì bà sẽ chuẩn. Nếu trong trường hợp
có cái di chúc mà bà mất là di chúc nó sẽ phát sinh hiệu lực, như vậy di chúc sẽ vô hiệu đấy bà. Và bà đã chuyển qua một cái hình thức khác, bà bảo rằng là bà sẽ có một cái động tác là gửi một cái thông điệp đến hai người phụ nữ độc thân ở Củ Chi. Họ sẽ giúp bà chăm sóc, nuôi một cái đàn thú cưng mà hiện tại bà đang nuôi về để chăm sóc cho các con vật này để có đủ điều kiện sinh sống. Quý vị thấy không? Nhiều khi thấy cuộc đời bất công đúng không? Người ta còn không có mà ăn thì lấy gì? Mà và những người họ giàu đến mức độ họ có những cái tài sản và họ chỉ mong muốn cho những gì họ gần nhất của họ thôi. Thưa quý vị và các bạn, thì quy định của luật Việt Nam thì trong trường hợp có ba hàng thừa kế, và tôi cũng chỉ đưa trong trường hợp này là hàng thừa kế thứ nhất thôi, thì bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói rằng, kính thưa quý vị và các bạn, kết thúc và để trả lời cái câu hỏi của quý vị và các bạn, thì nếu trong trường hợp ở Việt Nam có một ai đó, có một cái cá nhân nào đó lập một cái di chúc để lại tài sản cho con vật, cho con chó, cho con mèo, cho con chim két, thì cái di chúc đó vô hiệu. Vô hiệu có nghĩa là như thế nào? Vô hiệu là có nghĩa là cái bản di chúc đó nó sẽ không phát sinh hiệu lực và tài sản sẽ được xung vào công quỹ của nhà nước. Tôi đặt trường hợp của cái bà đó nha, cái bà mà tôi vừa mới trình bày đó. Nếu trong trường hợp bà độc thân thì hạt thừa kế thứ hai của bà có thể gồm các anh chị em ruột của bà, và nếu trong trường hợp hạt thừa kế thứ hai cũng chết thì sẽ có hạt thừa kế thứ ba, và người ta sẽ tiếp tục quản lý và thể hiện cái ý chí của người hạt thừa kế cho nhà nước. Nếu như họ cho rằng là họ sẽ từ chối cái quyền nhận thừa kế này và họ chuyển cái quyền đó cho nhà nước, thì chúng ta sẽ nhà nước sẽ tiếp tục định đoạt cái tài sản của bà và quyết định nuôi dưỡng hay là như thế nào đối với con vật, chắc toàn bộ đem vô gọi là bán cho nó nhâm các bạn ạ. Tôi thì tôi nghĩ như vậy, chứ thật sự nhà nước cũng chưa có người nghèo cũng còn rất là nhiều, cho nên nói chi mà thú cưng vật nuôi. Nói không biết cái suy nghĩ cá nhân tôi thôi nhé. Còn nếu như trong trường hợp cái người hàng thừa kế thứ hai đó họ đồng ý, họ nhận và họ bán cái tài sản này đi và để dần từ từ sử dụng vào mục đích nuôi những con vật. Kết thúc một cái câu chuyện của ngày hôm nay, tôi có thấy vị luật sư đưa ra một cái phương án trung dung là như thế này. Đối với hai người phụ nữ độc thân, là hai phụ nữ độc thân thì họ cái việc mà tiếp tục chăm nuôi những cái con vật hoang dã, những cái con vật thú cưng trong gia đình, thì có lẽ người phụ nữ này sẽ đồng ý. Và nếu như trong trường hợp bà hai người phụ nữ độc thân này không đủ điều kiện thì họ có thể bán cái nhà đó đi để tiếp tục sử dụng và trích ra cái phần nuôi các cái con vật này đến khi nào hết thì thôi. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn thì quy định của luật Việt Nam có những cái điểm đặc biệt về di chúc. Di chúc chỉ cho, chỉ lập cho con người hoặc cái tổ chức mà không thể cho những con vật nuôi, những gọi là động vật là không được rồi, mà nó phải có một chữ người ở trong đó. Nếu như trong trường hợp mình được đi ra nước ngoài thì chắc cái điều kiện nó cũng sẽ thoải mái hơn. Thôi thì mỗi một quốc gia
của một đất nước có những cái quy định khác nhau. Thì thôi, thông qua cái video này, tôi tặng quý vị và các bạn một cái câu chuyện để quý vị và các bạn biết được rằng nếu quý vị và các bạn mong muốn lập một cái di chúc cho con vật, cho thú cưng, thì bản di chúc đó sẽ không có hiệu lực và nó sẽ bị vô hiệu từ đầu. Và tài sản của quý vị và các bạn, những người lập di chúc sẽ được chia cho hàng thừa kế theo thứ tự ưu tiên là hàng thừa kế thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Và nếu như trong trường hợp ba hàng thừa kế đó không còn thì tài sản sẽ được dồn vào công quỹ của nhà nước. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe những cái tâm tư, những cái trải nghiệm của tôi. Và chắc chắn trong video có những cái kiến thức pháp luật với yếu tố nước ngoài nó cũng chưa tròn. Thì tôi cũng mong một số anh chị em đồng nghiệp đang sinh sống và làm việc ở Nhật, ở Canada, ở Mỹ sẽ cho tôi biết được rằng là bản di chúc đối với con vật nuôi của một người nào đó theo quy định điều mấy chương mấy. Xin trân trọng cảm ơn.